Xin chào bạn Bin nha. Con chào mẹ. Đúng rồi. Bạn Bin là bị mụn của tuổi dậy thì nha. Tình trạng da mụn này đã được mẹ lấy những cái mụn mọc ở trên trán này. Các bạn thường là bị ở phần trán nhiều hơn đối với những bạn bị da dầu nhé. Ở tầm tuổi này thì mọi người thường nghĩ rằng là bị mụn thì sẽ khỏi, nhưng mà chúng ta nếu không chữa trị sớm thì sẽ không thể khỏi được. Phần cằm của bạn Bin đã xuất hiện một vài cái mụn, phần này cũng vậy này, đã được mẹ vừa lấy xong rồi này. Bạn Bin quay hai bên mặt cho mẹ nào. Dạ. Bên kia đã là bạn Bin. Dạ. Mặc dù da bạn Bin rất là mịn nhưng mà vẫn có những cái mụn mà mẹ vẫn phải lấy ra đấy nhé. Mụn ở tuổi dậy thì này, chúng ta mà không sờ tay lên mụn, không sờ tay lên mặt thì nó còn đỡ được, chứ sờ tay lên mặt thế này rồi là phải lấy hết da và bôi thuốc bạn Bin nhé. Và bây giờ mẹ sẽ tiến hành bôi da xương sủi cho bạn Bin. Và các bạn cùng theo dõi quá trình bôi da xương sủi để chữa mụn dậy thì cho bạn Bin nhé. Xin chào chị Hằng, Oliver. Chào bạn nhá, đây là bạn Bin, là con trai của mình. Da bạn Bin thì thái trắng và mịn, nhưng do tuổi dậy thì mới lớn nên là bạn Bin có một vài cái mụn ở trên trán và ở chút ở cằm, và do bạn Bin cũng tự gãy nặng cho nên là nó chưa lấy được hết, nên là nó còn bị sưng. Cho nên hôm nay mẹ đã lấy lại mụn cho bạn Bin toàn bộ ở phần trên trán và phần cằm. Bây giờ thì mẹ sẽ dùng phương pháp bôi da xương sủi để giúp cho da nó nhanh lành vết thương hơn, không nhỏ lại trên lông và nó kiềm dầu cũng như đẩy độ cấu trúc dưới da lên, cũng như là làm cho cái vết thương của trẻ tuổi mới lớn nó nhanh lành và nó nhanh khỏi. Thậm chí các bạn ở nhà không cần bôi thuốc cũng có thể khỏi được trong khoảng 4-5 lần nếu mình bôi da xương sủi nhé. Và bây giờ các bạn cùng theo dõi quá trình bôi da xương sủi cho bạn Bin nhé. Các bạn biết này chưa ạ? Dạ. Và dứt điểm được những cái mụn tuổi dậy thì hơn nhé. Dù da mặt là rất là mịn như này nhưng mà các bạn bắt đầu dậy thì rồi thì sẽ rất dễ để lại mụn nếu như chúng ta cứ cậy nặng nhiều. Giờ tiến hành làm thuốc cho bạn Bin nhé. Chúng ta sẽ làm thuốc như này trong vòng 5 phút nhé. Và bạn Bin có thấy dễ chịu không ạ? Có. Đây là khuôn mặt của bạn Bin sau khi đã bôi da xương sủi và ủ mặt nhé. Chúng tôi tiến hành chạy ánh sáng sinh học đỏ trong vòng 40 phút.
bạn để gần cho chị này. Bạn đi là đầu lên. Nhấc đầu lên xuống như thế này. Ok. Đó, và chúng ta sẽ thư giãn. Bây giờ chúng tôi sẽ chạy với ánh sáng sinh học đỏ trong vòng 40 phút nhé. Quá trình chị mụn rửa dậy thì cho bạn đi như thế nào nhé.